tất cả các anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Hiện tại em đang đứng trên đường Bình Chuẩn 62, cái đường sẽ rẽ vô cái dự án Casama của bên em, là một trong những cái dự án đang rất là hot hiện nay. Cái dự án này có tổng diện tích là 3,8 hecta, gồm 201 sản phẩm đất nền và nhà phố. Thực sự là trên cái con đường này là hiện tại là có 20 công ty đang hoạt động, nên là anh chị em công nhân tập trung về đây sinh sống và làm việc rất là nhiều. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Xung quanh buôn bán kinh doanh này rất là sầm uất luôn. Nên là tất cả các anh chị em và các bạn, nếu mà ai muốn sở hữu cho mình một cái vị trí này để kinh doanh buôn bán, cũng như là sống ở một cái nơi sầm uất như thế này, thì mọi người hãy xem hết cái video này để xem cái những cái tiện ích xung quanh của cái khu vực này nhé. Thì cái dự án của bên em là dự án Casamore do chủ đầu tư Bất Động Sản Minh An làm chủ nhà đầu tư, và hiện tại dự án này có chỉ tổng số là 201 sản phẩm thôi, sản phẩm rất là khan hiếm mà khách hàng nhu cầu rất là cao. Giá dao động từ 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ một nền. Đó, nên là tất cả các anh chị em nào mà mình có nhu cầu đầu tư á, và giá tiền như vậy thì mọi người hãy liên hệ cho em nha. Hiện tại cái con đường Bình Chuẩn này bữa sau sẽ mở rộng ra là thêm 4 làn đường nha. Thì bây giờ hiện tại là do con đường nó hơi đông anh chị em công nhân, nên là cái tình hình di chuyển nó hơi khó khăn một chút, thì công an rất là nhiều. Rộng ra nếu mà ai mà buôn bán kinh doanh ấy, thì mọi người hãy liên hệ cho em nha, liên hệ cho em theo số điện thoại là 0973 508 841, thì em sẽ tư vấn cho cả nhà đấy nha. Thì thực sự là vị trí đắc địa như thế này, nếu mà chỉ mà giá đầu tư chỉ có 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ một nền thôi đó. Có công ty nha. Thực sự là tại vì cái con đường này là 20 công ty hoạt động trên này, nên là thực sự nó rất là đông luôn. Chị em công nhân nhân viên này tập trung sinh sống và làm việc ở đây rất là nhiều, nên là thích hợp cho việc mình buôn bán kinh doanh này. Quý khách hàng nào mình thích cái vị trí này thì mọi người thực sự cái vị trí của cái dự án Casamore này là rất là đặc biệt, nó nằm vị trí trung tâm luôn. Tất cả các khu công nghiệp, công ty nằm ở trên cái khu vực này, và hiện tại bên cạnh đó thì nó có các tiện ích như là chỉ cách trung tâm thành phố Thủ Dầu Một nè đi khoảng độ 5 phút đồng hồ thôi đó. Cách trung tâm thành phố mới Bình Dương 10 phút đồng hồ. Bên cạnh đó nó có trường học nè, ủy ban nè, rồi nhà hàng nè, và gần bên đoạn đó là chính là cái miếu ông Cù nha. Miếu ông Cù là cái hướng, một hướng sẽ chạy thẳng về Đồng Nai, hướng về thành phố Dĩ An, Thuận An nè, rồi mà hướng về khu vực Nam Tân Uyên nữa. Trường học này, cây xanh thì ở trong trong dự án đều có tất cả hết nha cả nhà nha. Nên
trong đó, vừa sau cái chợ mà tự phát ở ngoài đường mà em vừa quay đó, thì cái chợ đó sẽ di dời vào trong cái khu này nha, di dời vô trong khu bên trong của dự án này luôn. Tại vì cái chợ vừa rồi chính là cái chợ tự phát chứ không phải là chợ của nhà nước cấp phép, nên là sau này chắc chắn là nhà nước cái dự án này hình thành thì cái chợ đó sẽ di dời vô cái khu khu này luôn. Đó, thì hiện tại hôm nay là ngày chủ nhật, khách hàng của em xuống tham quan dự án rất là đông luôn, tham quan dự án rất là khá là đông, nhà đấy không ạ, khách hàng này xuống tham quan dự án này, như cả nhà cũng thấy rất là đông, nên là cái vị trí này rất là hot. Nếu mà ai muốn kinh doanh buôn bán này cũng như là kinh doanh ở thì mọi người hãy liên hệ cho em theo cái số điện thoại là 0973508891 nhé, em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị và các bạn. Cầm cái cuốn sách này. Đường này rất chạy được không? Đây là toàn cảnh khu dự án bên em nha, toàn cảnh khu dự án bên em luôn. Tại vì hiện tại cơ sở đang hạ tầng đang hoàn thành, đang dần hoàn thành. Do về thời tiết mấy bữa nay mưa rất là nhiều nên là cái tiến độ nó hơi chậm một chút xíu, nhưng mà chỉ gần 2 tuần nữa thôi là nhìn khu này sẽ rất là khác luôn. Đây là thực sự là cái vị trí này cả nhà cũng thấy không ạ, kế bên là công ty luôn này, công ty khu công nghiệp này, nó rất là lớn luôn, nên là chị em công nhân tập trung ở đây sinh sống rất là nhiều, kết hợp cho mình việc đầu tư cũng như là buôn bán kinh doanh. Nếu mà tất cả các chị và các bạn đang ở một cái vị trí đắc địa như thế này này đó, thì mọi người hãy liên hệ cho em nha, thì số điện thoại là 0973508891. Vì khi ngay nếu mà tất cả các khách hàng ở đây hiện tại bây giờ thì sẽ có giá đầu tư F0 đó, giá đầu tư F0, thì sau này ví dụ như mà các anh chị và các bạn mình không muốn ở khu vực này nữa thì mình có thể gửi lại công ty lên sàn bán lại với giá F1, F2 cho tất cả các anh chị và các bạn nha. Đây là tổng cái con đường này, thì bữa sau sẽ là con đường đấu nối với con đường nhà nước là diện tích rộng lên tới là 28m2 luôn, 28m. Đó, cả nhà, toàn cảnh dự án này rất là đẹp luôn. Thì chỉ trong vòng 2 tuần nữa thôi là cái dự án này hình thành cơ sở hạ tầng thì nhìn sẽ khác liền nha. Mà khi cơ sở hạ tầng á, hoàn thành xong thì cái giá nó đã trội lên rồi. Nên là ngay từ bây giờ thì cả nhà hãy đầu tư cho mình một cái lô, một cái vị trí đẹp nhất, phù hợp nhất với túi tiền của mình nha. Và giá dao động ở đây là 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 4, phù hợp cho tất cả các anh chị em và các bạn mình buôn bán kinh doanh cũng như là ở cái vị trí này. Tại vì đất này đất gần thuộc thành phố Thuận An ấy. Đó, đường chuẩn này. Nên là giá như vậy thì thực sự so với khu vực thì giá đó rất là mềm so với khu vực rồi. Đó, nên là những anh chị em nào mà tầm tài chính ấy mà 1 tỷ đến 1 tỷ 2 thì mọi người có thể liên hệ cho em theo cái số điện thoại là 0973508841, thì em sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe cái video của em. Em chúc cho tất cả các anh chị em và các bạn là có thật nhiều sức khỏe này, may mắn và thành công trong cuộc sống nhé. Rồi em xin chào cả nhà nhé. Chào tạm biệt.